Đây là trước khi cắt các bạn nhé. Tóc bên trên khá dài, đằng sau bung nhẹ. Khu vực này không liên kết. Tóc thì cũng hơi bết một chút do đội mũ. Bây giờ anh muốn cắt kiểu gì anh? Cắt nếp cũ của anh. Anh vẫn vuốt mái sang một bên à? Anh có để ngôi như này không? Hay là chỉ cần vuốt sang một bên thôi? Có để ngôi. Có để ngôi đúng không anh? Ok. Nếu như mà tóc này để ngôi thì phần bên này chúng ta để dài một chút. Sau đó khách hàng có thể uốn lên thì nó mới đẹp được. Anh có muốn cắt trắng một tí không? Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành kê lược trắng nhé. Tóc mà chưa xả thì nó cũng sẽ khó kiểm soát hơn một chút đấy. Nhưng mà không sao, sẽ cố gắng hết sức. Mình vẫn dùng NT220 nhé. Bây giờ mình sẽ kê lược. Lát nữa mình sẽ bấm lại bằng bấm viền. Đó, đi một phát đến điểm chuẩn số 2 luôn. Mở lưỡi nhé. Đẩy trắng chân lên. Đó, liên kết luôn. Rồi, tiếp tục. Vậy là xong một điểm. Bây giờ mình sẽ đi điểm số 2, số 3 luôn. Mình sẽ cắt cao để loại bỏ cái phần bung bên trên này luôn, điểm chuẩn số 2 luôn. Mở lưỡi này, đẩy trắng chân này. Bây giờ mình mở lưỡi, mình đẩy trắng chân lên này. Đó. Đó. Hơi tối thì mình sẽ chỉnh sáng lên một chút này. Đó. Đợi mình chỉnh máy sáng một chút này. Rồi ok. Tiếp tục đến phần sau gáy này. Cái phần sau gáy mọi người nhé. Mình sẽ mở lưỡi này. Mình đẩy trắng chân lên này. Đó. Đẩy trắng chân này, ngửa tông tay lên nhé. Đây là cách cắt nhanh nhé. Ngửa tông lên. Đó. Rồi sau đó đóng lên một nửa lưỡi này, đẩy mờ chân này. Đóng hết sạch lên này, đẩy mờ chân này. Rồi kê lược phần trên này lên này, gáy trên lên này. Kê lược dài tay lên. Nếu mà xây nhà thì cái lược như cái thước ấy, tông đơ như cái dao xây vậy. Chúng ta kê thước thẳng, kỹ thuật dùng dao xây tốt thì nó sẽ thẳng hơn. Ok. Nhặt màu cái phần liên kết này một chút này. Trời nhanh tối thật. Ok, mời camera sang phía bên kia. Rồi, tiếp tục phần bên này nhé. Chúng ta cũng kê sát như vậy này. Kê một phát ra tới thành luôn. Rồi, thẳng thành lên này. Thẳng thành lên. Rồi mở hết lưỡi xuống, đẩy trắng chân lên. Sờ xem lưỡi còn nóng không? Ấm ấm rồi. Đó, đẩy sát này. Đóng lưỡi này, đẩy mờ chân này. Kê được chỗ này nhạt màu đi này. Đây. Lấy đường thẳng này. Thank you.
lấy đường thẳng bên ngược lại này, bên trái này. Là này. Vậy là xong xung quanh, bây giờ xử lý ở trên shop này. Trên shop thì mình sẽ cần một chút nước thôi. Đó, bình này chỉ xịt ra không khí thôi, không thấy nước. Ừ, chắc là hết. Ừ. Cái mái này thì anh có thích để dài không hay là ngắn đi một tí? Bây giờ mình sẽ cắt ngắn đi để cho nó cân đối. Ngắn thì nó mới cân được. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần tóc ở trên trán trước. Cái phần tóc con này mình xử lý xong mình bấm này. Để nét cái trán này. Vuông trán này. Phía bên đây mình thấy này, cái đường cạo này nó rất quan trọng. Ok, bây giờ mình sẽ cắt bên trên nhé. Phần đỉnh xoáy này mình không cắt nữa, tại vì nó có hiện tượng dựng. Phía bên này mình không cắt. Bên này ngắn sẵn rồi, mình cắt phía bên này. Các bạn có thể thấy không? Bên này ngắn sẵn rồi. Mình sẽ cắt ngắn ôm sang phía bên phải. Đấy, cắt liên kết với sai luôn. Cứ vậy giật về sau. Đan để liên kết này. Mái này mình muốn cho nó ngắn lên một chút này. Đây là cây lược 01 của Vico sản xuất riêng cho nhà tường. Chuyên cắt những đường cắt ngang, cắt bằng. Đấy, nó được thiết kế theo kiểu classic. Mình cắt dọc như này là để cho nó tự nhiên. Mình nâng lên ở góc độ cao mình cắt thì khi thả xuống nó sẽ tự nhiên nhé. Đó, nâng cao lên cắt, thả xuống nó sẽ tự nhiên. Ok, bây giờ vấn đề của mình là phải tỉa. Tỉa mỏng đi nhá. Tóc này thì phải uốn với đẹp. Tóc này rất là dày, có thể tỉa nhiều một chút. Tóc này uốn hoặc vuốt sáp thì mới đẹp được. Thì tỉa ngọn nhá. Quá dày thì mình sẽ phải tỉa bên trong một chút. Giữa thân một chút. Bây giờ mình sẽ tiến hành nâng lược này, tỉa này. Lại một lần nữa. Tỉa thân này. Ok, vậy là mình đã tiến hành cắt xong rồi. Mình sẽ kiểm tra lại nhé. Mình sẽ đẩy chân một chút vì mình thấy con lông tơ này. Ok.
Đây mình đã thiết kế xong rồi. Cần vuốt sáp thì mới đẹp được. Đó. Bây giờ mình sẽ là đều lại nhé. Bình thường nếu mà xả đi thì chúng ta cắt sẽ chuẩn hơn. Ok, bình thường thì sẽ vuốt lên như thế này. Hoặc là uốn thì sẽ siêu đẹp luôn. Ok, em cạo đi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của